Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nè. Hôm nay An giới thiệu tới cả nhà, đây là mặt nạ cung cấp tinh chất collagen nha cả nhà nha. Mình đắp ở dưới cái mí mắt của mình á, những bạn mà thức đêm cài phim và con mắt nó sẽ bị thâm, và mình nên cung cấp collagen cho mắt để cái mắt của mình nó không bị thâm, nó không có bị mất hồn nha mọi người. Ví dụ như những bạn mà cài phim nè, những bạn mà bán hàng online, chắc là tin nhắn khách vào ban đêm á, là đa số những bạn đó có quầng thâm ở dưới mắt. Và mình nên đắp dưỡng mắt collagen, một tuần mình đắp từ 1 đến 3 lần nha mọi người. Hiệu quả sau mỗi lần mình sử dụng nha. Hàng có sẵn ở shop, mọi người đến shop mua một miếng vẫn được giá sỉ nha mọi người nha. Mọi người đến shop mua một miếng vẫn được giá sỉ. Hàng là hàng chuẩn, thành ra cái mặt nạ của nó rất là sắc sảo, rất là đẹp nha mọi người. Mọi người nhìn thấy cái ánh của nó là mọi người cũng biết hàng chuẩn rồi nha. Hàng có sẵn ở shop, số lượng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.